Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, lời nói đầu tiên Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc, và hạnh phúc hơn nữa khi mỗi lần xem video của Trọng. Kính thưa mọi người, hiện tại Trọng đang có mặt, đang chuẩn bị bước vào thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp. Trọng cũng phải di chuyển thêm 7-8 cây số nữa thì sẽ đến một cái nơi được gọi là thủ phủ hoa của miền Tây luôn, đó chính là làng hoa Sa Đéc. Thì theo cái lời giới thiệu cũng như là qua cái sự điện thoại trao đổi của Trọng thì Trọng mới biết được là ở cái khu vực này có một cái trạm cứu hộ của một gia đình cũng đã cứu mang hiện tại là hơn đâu đó 100-130 bé gì đó. Thì hôm nay thì Trọng đã đến đây chủ yếu là để là chia sẻ đến quý vị cái câu chuyện về cái các bé chó được cưu mang tại đây. Trọng cũng chưa biết là tình hình các em được nuôi dưỡng như thế nào, không biết là có tốt hay không, hay là cuộc sống các em ra sao, thì thật sự là Trọng cũng chưa biết luôn. Thì theo thông tin Trọng nắm được ban đầu á, thì cái trạm này thì cũng đã lên kênh YouTube một hai lần gì đó, nhưng mà Trọng thì thật sự là Trọng chưa từng xem và Trọng cũng không biết luôn. Trọng cũng rất là bất ngờ. Thì nhưng mà Trọng nghĩ là quý vị khán giả sẽ biết, có người chưa. Thì thôi bây giờ thì Trọng cũng gọi là có hữu duyên đến đây đi. Thì hôm nay đến đây thì Trọng sẽ đến tận gia đình chia sẻ chi tiết về cái trạm cứu hộ ở Sa Đéc này đến với mọi người, cũng như là cũng có cái dịp thì Trọng sẽ tặng cho các em một chút xíu gạo để cho các em đóng góp vô, hùng phước vô với gia đình, để cho các em có được những bữa cơm no bụng. Thôi bây giờ thì Trọng mời quý vị khán giả cùng xem video với Trọng nha. Mà thiệt sự với mọi người là Đồng Tháp là một cái nơi rất là đẹp nha mọi người. Trên đường đi vô đây là cặp cái dòng sông Mekong, nó rất là mát, cây cối xum xuê. Và đến đây thì Trọng thấy là cái cổng chào của thành phố Sa Đéc á, hai bên đường nó có những cái hàng cây rất là đẹp luôn, vô làng hoa còn đẹp nữa, lung linh luôn, đúng là Đồng Tháp đẹp thật. Thôi bây giờ thì mời mọi người cùng xem video với Trọng. Nếu thấy video của Trọng hay, ý nghĩa, mọi người nhớ cho like, share để kênh của Trọng càng ngày càng phát triển hơn nha. Hiện tại thì dạo này Trọng đi quay phim thì có một mình thôi, nói chung là do kinh phí nó hạn hẹp, thu nhập nó bị bó gọn. Và cái chó ở nhà mình, rồi cái bill thanh toán ở gia đình mình nó không có giảm, nhưng mà thu nhập thì nó giảm sút rất là nhiều. Nên là thôi Trọng cứ lủi thủi một mình thôi, một mình cứ lang thang hết nơi này đến nơi kia. Nó có cực một chút xíu, nó có khó khăn một chút xíu, nhưng mà Trọng cũng sẽ cố gắng để cái khoản tiền mà thay vì mình có những cái bạn trợ lý, những cái bạn đồng hành đi theo mình á, thì mình sử dụng cho vào cái việc khác, mình bỏ vô cái quỹ để mình cho các em này kia. Thì thôi chia sẻ với mọi người chút xíu thôi. Bây giờ thì cùng Trọng xem hết video nha mọi người.
À, kính thưa quý vị khán giả, thì vừa rồi chồng cũng đã vào bên trong quay các bé. Thì các bé nó ồn quá nên bắt buộc là chồng phải kéo âm thanh xuống, rồi lồng nhạc lồng tiếng cho mọi người xem. Thì bây giờ hai chị em đã ra bên ngoài rồi, thì chồng cũng xin phép được trao đổi với chị Thủy một chút. Hiện tại thì chị nuôi đây là bao nhiêu con chị Thủy? Chị là 130 con em. 130 con rồi. Dạ. Là chị nuôi lâu chưa chị Thủy ha? Chị nuôi đây khoảng năm rồi. Một năm hả? Dạ. Thì lần đầu tiên thì chồng cũng biết đến cái trạm này, là chị nuôi đây một năm thôi. Dạ. Lúc đầu sao mình quyết tâm mình nuôi cái bé này chị? Lúc đầu á, nhỏ gái chị á, nó đi làm cái nó thấy con chó ơi gặp đường á, bị xe cán gãy giò, cái nó ôm về nuôi. Nó nuôi cái từ từ cái nó thấy mến tay mến chân rồi nó quyết tâm nó mở trại ra làm luôn, rồi cô bác chúm lại gửi, rồi chó quen ở ngoài á, rồi người ta kêu rồi đi cứu. Chứ thì vậy đó là nuôi hoài tới luôn á. Dạ. Như là 130 này là mình đã dừng bao lâu rồi mình không cứu hay là mình vẫn còn cứu? Có cứu em, cứu cũng như là cô bác cũng con hai con vậy đó, rồi kêu thì chị đi cứu. Dạ. Hàng ngày nó ăn uống bao nhiêu rồi chị? Hàng ngày thì chị nấu bữa cử sáng với nấu cơm là 25 kg, với khoai rồi thịt đó, rồi chị cho ăn cử sáng cơm, mà còn cử chiều thì chị không khả năng cho ăn cháo. Dạ. Rồi giờ từ hôm đó nay eo hẹp quá thì chị không cho ăn cơm nữa, chỉ cho ăn cử cháo chiều thôi. Chị còn có nhiêu gạo đó, rồi em kêu chị mua thêm nè. Dạ. Thì là mấy ngày nay là nguyên ngày ăn cử cháo chiều thôi. Cử cháo chiều không em ơi. Wow. Em thấy mấy bé này nó cũng bị viêm da đó. Viêm da là cái này là cái sự quan sát của em là thấy là do cái chuồng á, do cái chuồng mình không có được thoáng lắm, với mà cái mình lót gạch đó. Ba cái thật sự là hồi xưa các cái trạm xây dựng đều ai cũng ham lót gạch men hết trơn. Nên bây giờ là cảm thấy cái đó là một cái sai lầm, tại vì đâu phải chỗ nào làm cũng đủ ánh sáng thọt vô đâu. Gạch men nó đâu có hút được nước đâu, nó động một giọt nước thôi nên là nó cũng phải đợi nắng chiếu vô hoặc là đợi gió dữ lắm nó mới khô. Thế là chó nó cứ tè qua tè lại, lúc nào nó cũng ẩm ướt. Cái chồng nhìn thấy thì không có ve, không có bỏ chét đâu. Nhưng mà có một cái là cái da nó bị viêm là do chồng thấy là do nó ẩm thấp mọi người. Thật sự là do chồng thấy nó ẩm ướt. Dạ. Rồi cái nguồn thu chính mình cho nó ăn là ở đâu vậy thế ha? Con cái chị làm rồi cũng như cô bác thấy đó. Và cô bác Mạnh Thường Quân gửi tiền về cái chị gạo, thịt, bí, khoai rồi chị mua dự trữ hoài chẳng hết tháng vậy đó. Có nghĩa là bây giờ là cái phần mà nuôi chính là chị ở gia đình này, nhưng mà con chị là nhỏ gái là, chị là nó nuôi chính, chị phụ. Dạ, có nghĩa là cái máy ấm này là do con chị mở ra chứ không phải là chị. Rồi giao lại cho chị rồi nó đi làm. Làm chiều hai chồng về phụ tiếp. Dạ, hàng ngày là con chị có đăng Facebook hay gì để kiếm trên Facebook hay là YouTube hay là các cái mạng xã hội để thì kiếm gạo kiếm đầu thì không? Có đây em có đó. Dạ. Thì đăng mấy cô mới biết gửi tiền gửi gạo về phụ tiếp, rồi chuồng chạy giống như hồi đó là tự nó làm cái chuồng bữa đó. Dạ. Cái đầu anh Sơn Quỳnh xuống quay là cho hai máy này, rồi cô bác mới cho ngoài hè túm lại làm đó. Chứ buổi đầu thì cũng cô bác chưa có biết, rồi con chị nó mở ra nó nuôi, tự nó nuôi cái chuồng bữa đó. Dạ. Giờ cái từ từ cái nó đăng Facebook rồi cô bác thấy đó, rồi phụ tiếp gạo thóc rồi thức ăn, đau bệnh thì cô bác cũng gửi tiền mua thuốc ngừa. Dạ. Tiêm. Dạ. Dù cũng là có khó khăn nhưng mà đúng ra là mình cũng con chị thì nó cũng có đăng trên mạng riêng. Cũng có một cái như là có cái sự hỗ trợ riêng của những cái khán giả, mặc dù không phải là những khán giả của kênh YouTube này kia. Nhưng mà nó thuộc về cái khán giả một khán giả khác. Dạ. Ở đây là đất đai là của nhà mình hả chị ha? Đất đai của nhà chị. Dạ. Được cái có cái đất đai ở quê nó cũng rộng rãi. Đất thì đất của chị. Dạ. Rồi thương mấy bé thì cũng mang về nuôi, thì làm trại làm chuồng cho nó.
thì cô bác thấy thương thì cô bác giúp đỡ tiếp. Dạ. Xứ này người ta bỏ chó mèo nhiều không chị ha? À, cũng nhiều đó em, Dạ. mà chị khả năng tới đâu thì cứu tới đó. Dạ. Nhưng mà cái nguồn cứu của chị trước đây ấy là thường xuyên á, là thuộc cái dạng là người ta nuôi không nổi, người ta kêu mình hay là bỏ giữa đường, hay là mình mua trong những người bán thịt cày. Không Cái có nguồn nào mà chính nhất? chính nhất là như ta đem lợi rồi cái chó bị cột giường bượt người ta bỏ đó, Dạ. rồi sớm nhìn thấy cái kêu chị đó, rồi cái màu con chị nó mới kêu gọi tiền cô bác cho thì đi cứu bé gì à, Dạ. vậy đó. Cái nguồn chó mình đây mình cứu là phần lớn là cái nguồn bị bỏ rơi. Bỏ rơi. Dạ, chứ không có cái tốn cái tiền mà mình đi mua nó. Cái mua thì không biết, con chị tự nó làm nó chuột đó thì chị chỉ biết là đi thôi, đi Dạ. chuột đi cứu tiếp thôi, còn tiền bạc thì cô chú thì giúp đỡ. Dạ. Mấy cái son bự này là nấu cho nó ăn đó hả? Nấu cho nó ăn đó. Đây nấu củi hết đó chị ha. Chị nấu củi tại vì chị chưa không có kinh tế nấu điện, không có tiền em, Dạ. tiền điện đây tốn, nấu tốn tiền điện dữ lắm tại Dạ. vì hôm nay nó quá xa đi. Nó quá xa ha. Vô đây mà mình xài lố là giống như tiền phạt nó Phạt cao. phạt nó muốn phần nửa luôn á. Dạ. À. Thì nó cho hộ của mình nó cho mỗi như khẩu vậy có 50 kg Dạ, hộ trong thôi. đây là cái đường điện chưa kéo vô, cũng là mặc dù là mọi người biết từ ngoài vô đây là đẹp lung linh nha mọi người. Đẹp lung linh lắm, tại vì ở đây là gọi là ngay cái khu làng Hoa Sa Đéc mà nhiều bông hoa lắm, trọng đi vô đây trọng lạc trọng mê mẩn luôn á. Chỉ có giờ nãy vô tới đây thì thấy các em thì thật sự một này mà nói là nói cái đó thì các em ở đây nó chưa có được là tốt lắm, nó kiểu nó bị hơi bị viêm da so với cái thời điểm này, so với nhiều cái trạm khác á, thì có thể là các em nó đang bị viêm. Mà nếu mà cái trường hợp này ha muốn điều trị dứt điểm á thì trọng thấy là phải làm sao cho nó khô thoáng kìa, chứ còn cái nền là trọng biết là cái nền này là không có ấy được. Nó ở đây không phải là do không kỹ, trọng thấy là cũng có ống cái ống dẫn nước rồi cái đường thoát nước rồi nó cũng sạch sẽ, nhưng mà chỉ có một cái là cái nền kiểu gì nó khó khô dữ lắm, nền kiểu gì nó khó khô lắm. Ủa sao đây mình không thả ra bớt ta? Thả đất đất này rộng không? Của chị thì có miếng vườn ngoài đó, Dạ. tại vì trong bên này là của ông em mới sắp gì đâu dám thả, thả ra thì nó phá người ta thường mình ạ. Quá thường ha. Ấy nhốt vậy nè mà nó ngủ trưa không được, nó cũng báo công an đó, nó ồn Dạ. đó, rồi công an cũng mời hoài vậy đó, rồi thôi cũng vô giải quyết mình làm sao cho nó đừng có sủa Dạ. đó. Mà em nghĩ coi thiếu ăn làm sao không sủa được, nó phải đói nó la rồi. Dạ. Rồi để coi. Cái này là mình cho nó ăn khoai lang. Khoai lang mình làm gì cho nó ăn chị? Khoai lang chị nấu chung với cơm, rồi cháo chị cũng nấu chung với khoai với bí, nay hết bí Dạ. rồi còn khoai. Khoai với bí ha. Khoai lang này là mình mua sỉ ha. Chị mua sỉ, Chắc mấy cái thùng này là mấy cái thùng đặt thức ăn đây quá. thức ăn mấy cô gửi về đó. Dạ. Đó chị còn có nhiều gạo đã hết đó, còn cơ em cho nó mừng lắm luôn á. Dạ. À, kính thưa quý vị khán giả thì gia đình là chị nói là còn có bao gạo thôi. Mấy cái son này là mấy cái son nấu cho em nó Nó ăn em ăn, ha. Chị nấu ngoài trước luôn hả? chị nấu bên đây nè em, À nấu bên sáng chị cái. nấu rồi là chị dẹp. Dạ. À. Đây là thịt của nó nè. Dạ. Đây là cái tủ thịt ha. Dạ, cũng có nhiều nhưng mà ăn chắc cũng tiết kiệm để Tiết dành. kiệm để dành mấy em, Dạ. Cái này là mình thịt xay với sườn đó em. dạ. Nấu một lần một son chà bá này đây. Sau này Xong này nấu Dạ. cơm rồi xong ngoái nấu cháo chiều. Nấu cơm mà nấu bằng cái son này là cũng phải kỹ thuật lắm nấu mới chín đó. Cũng quen thì dữ À, lắm nấu quen mới thôi chín, em chứ không ơi. phải là nấu không chín nổi đâu. Có củ dền nữa hả? Có củ dền đó em, Dạ. củ dền thì cũng như bữa nào ấy cái chị nấu cháo củ dền Dạ với thịt. nấu. Thật ra nấu cháo mà nếu mà cho nó ăn đủ thì cũng ngon. Chứ đâu có phải gì đâu, đâu phải cháo là dở đâu. Cháo mình có đầy đủ rau thịt đồ trong Đó, đó chị mình làm nấu củ cháo là đầy đỏ. đủ vậy đó, Dạ. Nấu cháo củ dền củ cây Chứ đỏ. đâu phải nói nấu cháo là tệ đâu. Nhưng mà đông quá thì không đủ sức ăn ấy, em, Dạ. là chị phải nấu cháo cho nó ăn. Dạ nấu cháo thì nó được lợi gạo hơn.
trăm ba mấy con cũng đuối lắm chứ. Cho đực thì mình có thiến có gì không hay là hay nhốt đi hết, thiến hết rồi em. Cái đực là chị thiến hết, bác sĩ vô nhà thiến hết. Được, cái đực là thiến hết ha. Thiến hết. Cũng như có chó con là ta cho đó, và chị mới có chó con thôi, chứ nhà không có chó đẻ. Cũng như là lỡ cứu con chó đang có bầu thì đem gì nó có đẻ thiệt, chứ còn chó trong chuồng thì bỏ tay rồi. Chó trong chuồng chị đó không có đẻ. Tại vì chó đực thiến chân à. Kính thưa quý vị khán giả, thì thật ra là trọng chưa biết chị Thủy này. Thật sự đây là lần đầu tiên, nếu mà nói một cái công tâm thì trọng cũng chưa có biết cái trạm này và cũng chưa từng biết ở trên mạng luôn. Tại vì trọng không có xem. Trọng nói thật là tại vì mình không có cái thời gian và thường là mình không có xem công việc của người khác. Thì bữa nay đến đây thì trọng mới biết là hơn một năm trước, khoảng tháng 4, tháng 4 gì đó không vậy? Tháng 4, tháng 5 gì năm ngoái á. Anh Xuân Quỳnh anh có đến đây hai lần hả? Có hai lần. Thì chứ trọng thì chứ trọng không biết cái trạm này, mà hôm nay là trọng biết cái trạm của chị Thủy á, là cái duyên á, là do bạn bạn Sương Mai ở trạm ở Vĩnh Long. Thì trạm Vĩnh Long á, thì có một cái mối liên hệ với đây, cũng như là những trạm nói chuyện với nhau, thì khi mà trọng xuống Vĩnh Long ghé hôm đó có tặng thịt cho trạm của bạn Mai. Thì Mai có nói là anh Trọng ơi, cái trạm bên Đồng Tháp á, cũng có nhờ em nói là ở bên đó cũng đang có khó khăn á, nếu mà có cái dịp đi ngang, nếu mà có cái dịp đi ngang thì anh có thể anh ghé anh giúp cho các em một chút xíu. Thì Trọng nói ủa bên Đồng Tháp có nữa hả, thì Trọng mới xin số điện thoại rồi mới bắt đầu mới mới liên lạc, rồi hôm nay là Trọng mới ghé đây. Cái đầu tiên là Trọng sẽ xuất quỹ ra để tặng cho các em ở đây là hai bao gạo, một bao lớn, một bao nhỏ, nghe là bao 50kg, bao 25kg. Nói thật ra là tặng 100kg thì mình nhiều quá, thì Trọng không có cái khả năng, cái quỹ cũng không có khả năng. Mà tặng 50kg thì Trọng nghe nói số lượng nó đông quá, 50kg thì nó lại ít quá. Nên là cuối cùng Trọng cũng cố gắng là thôi mình trao quà, mình tặng cho các bé ở đây là 75kg. Cũng thông qua video này thì Trọng cũng rất là mong quý vị khán giả Mạnh Thường Quân, ai mà đã từng biết cái trạm của chị Thủy ở Sa Đéc Đồng Tháp thì cũng nhớ lại trạm ở đây còn có một cái trạm nữa để có thể là cùng hỗ trợ với cái trạm này. Còn nếu mà ai mà chưa từng xem video trước đây mà chưa biết cái trạm của chị Thủy thì cũng như đây là một cái lần chia sẻ của kênh YouTube Trọng Cà Mau về một cái trạm ở Đồng Tháp. Thật ra là mỗi cái nơi có mỗi cái trạm như thế này thì cũng là một cái điều tốt. Mỗi một cái khu vực nó đều có một cái trạm. Ví dụ như có những cái trường hợp nào nó khẩn cấp ở khu vực đó thì mình cũng biết được là ở gần đó có một cái nơi như thế này cứu mang các em. Thì biết đâu được thì các em nó cũng còn còn cái một cái hy vọng, một cái tia hy vọng là nó sống sót. Chứ ở đây thì Trọng thấy điều kiện á thì đất đai nè thì nó cũng gọi là rộng rãi, nó cũng không có nằm ở ngoài mặt tiền lắm. Từ ngoài đi vào đây nó cũng hơi sâu ở trong vườn. Điều kiện nuôi thì Trọng thấy cũng được. Rồi chuồng trại thì nó cũng rộng rãi, chỉ có một cái là Trọng thấy nó hơi bị cái nền hơi bị thấp và nó đang sử dụng bằng cái loại gạch này, nó không có thoát nước được nên là nó hơi bị rụng lông. Nó viêm da lở thì không có, nhưng mà cảm giác nó thiếu nắng nên là cái lông nó hơi bị rụng, có nhiều con nó chui lũi. Nhưng mà nói một cách nào đó mình nói công tâm là nó không có ra máu, nó không có bị lở loét, nhưng mà cái lông thì nó hơi bị chuỗi chuỗi chút xíu, nhìn thấy nó cũng hơi thương. Thì thôi chị Thủy ha, thì cũng có cái dịp thì em đi ngang. Thì cái thứ nhất là em cũng ghé đây để quay các em nè, rồi cho chị chia sẻ để cho cộng đồng mạng, cái kênh YouTube Trọng Cà Mau của em á, những Mạnh Thường Quân, những khán giả có xem được cái kênh này thì ai đã biết rồi thì nhớ lại, còn ai chưa biết thì cũng như đây là một cái lời giới thiệu rằng là ở Sa Đéc Đồng Tháp, ở làng Qua Sa Đéc cũng có một cái trạm cứu hộ
hiện tại đang chăm sóc 130, hơn 130 bé, cũng có những cái khó khăn nhất định, cũng rất là mong mọi người hỗ trợ. Cái thứ hai nữa thì giống như nãy giờ Trọng anh nói rồi, nói đi nói lại hồi khán giả nói mình nói nhiều, chửi mình nữa. Có nhiều khán giả cứ nói Trọng ơi cái gì em đừng nên nói nhiều quá. Rồi thật ra Trọng thế này nè mọi người, không phải Trọng ham nói nhiều đâu, mà nhầm khi có những cái video á, mấy anh mấy chị á thì cũng là dân thật thà, nhầm khi họ không có nói ra lời thì Trọng thì miệng Trọng là miệng kéo da non, miệng kéo da non thì Trọng phải nói. Cái thứ hai nữa mình đăng clip lên để mong được là xin tiền, xin gạo, xin thực phẩm cho các em, mà chủ trạm thì không nói, không biết nói cái gì. Rồi thằng quay YouTube thì cũng im lặng, thì hỏi mọi người xin cái gì. Nhầm khi mọi người thông cảm, nhầm khi Trọng cũng nói nhiều lép xép là do vậy. Nhầm khi nếu mà thật sự Trọng thấy chủ trạm nói hay quá, mà nó xúc tích nó đi vào lòng người, mà chủ trạm nói cái là Mạnh Thường Quân có thể giúp đỡ, thì Trọng nói làm cái gì nữa. Trọng xìa cái máy đó, Trọng để đó là chủ trạm tự nói rồi. Chẳng qua là chủ trạm không nói, hoặc là Trọng thấy nói nó, cái cách nói đó nó sẽ không, nó không đẻ ra được gạo, không đẻ ra được hạt, thì nhầm khi Trọng mới nói. Thì có một nhiều người khó tính quá, xem YouTube mà khó tính, nói nhiều, mình nói để cho các em có gạo có thịt người thôi. Mọi người cũng như là quan hỷ đó Trọng nha. Thì chị cũng nói vậy, nếu mà quay lên đây chị cũng cầu xin cô bác Mạnh Thường Quân cho chị tiền gạo thóc mấy bé là chị mừng lắm rồi. Dạ. Chị vui lắm. Dạ. Như có là chị thiệt, hết gạo là chị gầu ngủ không được. Thấy bé mấy bé nó đói cho ăn cử cháo chiều là chị chịu không nổi. Thấy buồn mà khả năng lo không nổi. Thì cô chú thấy thương thì giúp đỡ, chị có gạo có khoai rồi cho bé bé ăn là chị mừng rồi. Dạ, thì cái đó em hiểu mà. Nói chứ bây giờ mặc dù là từ lúc đầu là con chị nuôi. Nhưng mà nhầm khi á, em nói một cái con vật mà nó đã ở nhà mình rồi. Mình nhìn cái cảnh nó đói khát, bệnh tật la hét. Thì mình nếu mà mình thương ít đi chăng nữa, mình không cần phải nói là thương nhiều nha. Mình gọi là mình thương hơi ít thôi. Cũng chịu không nổi nữa. Cái đó là cái tâm lý thật sự. Thà mình thấy mà mình không có thương, mình thấy ngoài đường mình không có cứu. Nó không phải là con chó của mình, chứ còn nó đang ở nhà mình mà nó đang đói bụng, nó la hét vậy mình cũng chịu không nổi. Cái đó là cái nhiều thật khi sự. Em biết không, hai chồng chị tới lúc mà đi làm ngoài hè, còn bông đó đang bán đó, kiếm tiền thêm trang trải thêm cho mấy bé nha. Người ta mở cái gà, người ta bỏ chó vô nhà chị, mèo cũng bỏ vô luôn đó. Rồi có không biết của ai, rồi sớm viện các biết mới đem lại. Yeah. Đó, tự mở cái gà đem vô nhà chị cũng có rồi đó. Yeah. Bây giờ ở đây thì có chậm chị, cô bác cũng nuôi không nổi cũng đem lại. Yeah. Chẳng qua là mấy con chó chuột em thấy diêm da nhiều á, là chó là người ta bỏ không đó. Yeah. Bỏ lang thang rồi chị mới đem về là phải nhốt riêng vậy đó. Dạ. Yeah. Sẽ mâu sẽ miết rồi đó ha. Mà cho uống diêm da là nó đỡ lắm đó. Thấy khổ rồi, con cháu con cái thì nó mặn kiếm thêm, đi sáng đi tối hù mấy gì à. Nói kệ mẹ ơi, mình cô mang bé đi, mình nuôi đi, nuôi tiếp con đi, con đi làm rồi cho cha mẹ nhà chăn vậy đó, rồi con đi kiếm tiền về thêm. Dạ. Cuối tháng rồi cũng hết gạo rồi, mấy nay chị gầu cái cân điện nó có gạo cho mừng dữ lắm luôn. Dạ, phải em có quỹ nhiều thì em cho 200-300 ký, còn này em cũng chỉ cái quỹ thì cũng ít thôi, lâu lâu mới để dành. Thật sự là ai coi kênh em thì cũng hiểu, lâu lâu mới gom góp được để dành được một lần 5-7 triệu gì đó, rồi chia nhau cho những cái nơi mà thật sự là khó khăn mà thật sự là hiệu quả kìa. Chứ còn nhầm khi em nói thật sự mà giờ những chỗ mà cho ăn một ngày 200-300 ký gạo, 100-200 ký gạo, Trọng nói thiệt sự Trọng cũng không dám đến luôn. Dạ, đúng là rồi. Tại vì cái quỹ của Trọng nó ít đó, Trọng để dành dụm được vài tháng á mới gom góp được một số tiền, bắt đầu Trọng mới đi làm cũng cùng với mọi người đi làm từ thiện vậy đó, cũng gọi là Trọng cũng muốn có mình có một cái phần nào đó quyên góp cho các bé gì đó mà mình gom góp được mấy triệu mà mình cho mình đi giúp đỡ mấy cái chỗ mà hàng ngày cho ăn 200-300 ký đó, 100-200 ký thì nhầm khi nó không có thấm thía gì đâu trơn á, nên là nhầm khi Trọng cũng không dám, nên là Trọng chỉ để đến những cái nơi mà ăn một ngày 10-20 ký, 10 ký, 5 ký, 7 ký gì đó.
giống như là mình có đóng góp vào 1-2 ngày hùng phước với các em thôi. Nên là mọi người cũng thông cảm, nếu mà thật trọng nắm trong tài nắm trong quỹ mà 100 triệu 70-80 triệu vậy là trọng giúp thoải mái luôn, chỗ nào cũng có thể giúp được hết. Còn nhỏ quá, ít quá nên là thường là trọng chỉ giúp đỡ được những cái nơi mà nó nhỏ nhỏ mà quá kẹt thôi. Thôi hả chị, em cũng cảm ơn hôm nay đến đây thăm, thì em cũng hy vọng là những cái hình ảnh, những cái thông điệp em chia sẻ trên kênh nè, thì sẽ được Mạnh Thường Quân khán giả xem. Người biết đâu ở trong những cái khán giả Mạnh Thường Quân mà có xem được cái clip này, họ cũng sẽ có cái đồng cảm, thì biết đâu có một người gạo, một người thịt, một người thuốc để đồng hành cùng với mình trong một cái giai đoạn nào đó. Dạ. Trọng cũng xin phép được dừng lại cái video đây. Trọng chúc cho tất cả quý vị khán giả xem video của Trọng thiệt là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Bye bye tất cả mọi người.